Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Tổng thống Biden phản công ông Trump. Reuters đưa tin trong một bài phát biểu hùng hồn khi vận động tranh cử vào ngày 5 tháng 7, ông Biden đã chế nhạo và chỉ trích ông Trump là kẻ dối trá. Tuần trước, chúng tôi đã có một cuộc tranh luận nhỏ. Không thể nói đó là màn trình diễn tốt nhất của tôi. Nhưng kể từ đó, đã có rất nhiều suy đoán. Joe sẽ làm gì? Liệu ông ấy có ở lại cuộc đua không? Liệu ông ấy có định bỏ cuộc không? Đây là câu trả lời của tôi. Tôi sẽ tranh cử và giành chiến thắng lần nữa, ông Biden nói khi tới Wisconsin, một bang chiến trường chính trị, để vận động cử tri và tham gia một cuộc phỏng vấn trên truyền hình với đài ABC News. Có lẽ điều này sẽ được hiểu là Tổng thống Biden phản công ông Trump sau thất bại cay đắng trong cuộc tranh luận trực tiếp diễn ra trước đó. Ông Biden cũng bày tỏ sự biết ơn về sự ủng hộ của Phó Tổng thống Kamala Harris. Nhà lãnh đạo Mỹ đang chịu áp lực từ một số đảng viên dân chủ phải, yêu cầu ông từ bỏ cuộc đua vào Nhà Trắng và mở đường cho bà Harris, 59 tuổi, trở thành ứng cử viên thay thế ông. Thống đốc bang Massachusetts Maura Healey ngày 5 tháng 7 đề nghị ông Biden cân nhắc quyết định cẩn thận. Bà nói, Tổng thống Biden đã cứu nền dân chủ của chúng ta vào năm 2020 và đã hoàn thành xuất sắc công việc trong 4 năm qua. Cách tốt nhất hiện nay là quyết định do Tổng thống đưa ra. Trong những ngày tới, tôi kêu gọi ông ấy hãy lắng nghe người dân Mỹ và đánh giá cẩn thận xem liệu ông ấy có còn là hy vọng tốt nhất của chúng ta để đánh bại ông Donald Trump hay không. Phải chăng đây là lời khuyên để Tổng thống Biden phản công ông Trump hiệu quả hơn? Một số cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông Trump đang nới rộng khoảng cách dẫn đầu kể từ cuộc tranh luận, trong khi cuộc thăm dò của Reuters Ipsos chỉ ra rằng 1/3 đảng viên dân chủ muốn ông Biden từ bỏ cuộc đua. Nhà Trắng đổ lỗi cho cảm lạnh là nguyên nhân khiến màn trình diễn của ông Biden không ổn định. Bản thân ông Biden cũng viện dẫn lý do bị lệch múi giờ do các chuyến đi liên tiếp tới châu Âu. Trong khi đó, tại cuộc phỏng vấn với đài ABC News ngày 5 tháng 7, ông Biden đánh giá cuộc tranh luận với ông Trump là một tình tiết tồi tệ và tuyên bố chỉ mình ông phải chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra. Tôi bị ốm. Tôi cảm thấy thật tồi tệ. Thực tế là các bác sĩ đã đi cùng tôi. Tôi hỏi họ có nên làm xét nghiệm COVID-19. Họ đã làm xét nghiệm để xem liệu tôi có bị nhiễm virus hay không. Và tôi chỉ bị cảm lạnh nặng thôi, ông Biden trả lời phỏng vấn. Ngược lại, trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết, mừng quốc khánh đến mọi người, bao gồm vị tổng thống vô cùng yếu kém của chúng ta, người liên tục ho trong tranh luận nhưng lại đổ lỗi cho lịch trình công du quốc tế. Trong khi đó, dù khẳng định tiếp tục tranh cử và tỏ ra mạch lạc, hùng hồn hơn trong các phát biểu, Tổng thống Biden đang đối diện áp lực lớn sau cuộc tranh luận. Theo BBC, nhiều nhà tài trợ cảnh báo sẽ giữ lại tiền nếu Đảng Dân Chủ không thay thế ông Biden. Trong số đó có người thừa kế gia tài của công ty Walt Disney là bà Abigail Disney, nhà sản xuất phim Hollywood Damon Lindelof, doanh nhân Ari Emanuel và chủ tịch quỹ tư nhân Moria là ông Gideon Stein. Đây là sự thật, không phải sự thiếu tôn trọng. Ông Biden là người tốt và đã phụng sự đất nước một cách đáng ngưỡng mộ, nhưng rủi ro hiện nay quá cao. Nếu ông Biden không rút lui, Đảng Dân Chủ sẽ thua, và tôi chắc chắn về điều đó, đài CNBC ngày 4 tháng 7 dẫn lời bà Disney nhận định. Ngoài Disney, chủ tịch Gideon Stein từ quỹ tư nhân Moria Fund, Mỹ, cho biết đã tạm dừng kế hoạch quyên góp $3.5 triệu cho các tổ chức hỗ trợ cuộc tranh cử. Ông Stein cho biết ông sẽ tiếp tục tài trợ nếu Tổng thống Biden rút lui. Đã có một số lời bàn tán xung quanh những gương mặt có thể thay ông tranh cử, trong đó có cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama. Tuy nhiên, phát ngôn viên của bà Obama nhiều lần nhấn mạnh rằng bà sẽ không tranh cử. Thêm nghị sĩ dân chủ muốn ông Biden bỏ cuộc. Trong cuộc phỏng vấn với đài ABC hôm 5 tháng 7, Tổng thống Mỹ Joe Biden một lần nữa phân trần màn tranh luận thất bại vừa qua với đối thủ Donald Trump là một giai đoạn tồi tệ. Ông Biden cho rằng ông đã thể hiện không tốt do thiếu sự chuẩn bị, kiệt sức và bị ốm. Không có dấu hiệu về bất kỳ tình trạng sức khỏe nghiêm trọng nào. Tôi chỉ kiệt sức, Tổng thống Mỹ trả lời người dẫn chương trình George Stephanopoulos. Ông Biden thông tin thêm rằng ông mệt vì bị ốm và thậm chí đã được xét nghiệm COVID-19. Tôi bị ốm, tôi cảm thấy rất tệ. Các bác sĩ đi cùng đã đề nghị tôi xét nghiệm COVID-19, họ cố gắng tìm ra nguyên nhân. Họ đã làm xét nghiệm để xem liệu tôi có nhiễm loại virus nào không. Tôi không nhiễm, tôi chỉ bị cảm lạnh rất nặng, Tổng thống Mỹ phân trần. Cùng lúc đó, ông Biden cũng thừa nhận màn trình diễn tệ hại là do lỗi của ông, không phải lỗi của bất kỳ ai khác. Ông đã không xem lại cuộc tranh luận tổng thống của mình với ông Trump. Tiếng nói lớn của ông Trump làm tôi mất tập trung trong lúc tranh luận, ông Biden nói thêm. Chứng minh mình có sức khỏe tốt,
Tổng thống Mỹ nói ông đã hoàn thành được 10 sự kiện lớn kể từ sau màn tranh luận thất bại. Tôi tin rằng tôi là người đủ phẩm chất nhất để đánh bại ông Donald Trump, ông Biden khẳng định. Sau màn trình diễn tệ hại của ông Biden trên sóng đài CNN, nhiều đảng viên Dân Chủ, bao gồm các nghị sĩ, nhà tài trợ và cả cử tri, bày tỏ lo ngại về khả năng ứng cử của vị chính trị gia đã 81 tuổi. Ngày 5 tháng 7, nghị sĩ Mỹ Mike Quigley kêu gọi Tổng thống Biden ngừng tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng. Ông Quigley là nghị sĩ đảng Dân Chủ thứ tư đưa ra lời kêu gọi này. Ngài Tổng thống, di sản của ông đã được công nhận. Chúng tôi nợ ông lòng biết ơn lớn nhất. Điều duy nhất ông có thể làm bây giờ để điều này được củng cố mãi mãi và ngăn chặn một thảm họa là từ chức và để người khác làm việc này, ông Quigley trả lời đài MSNBC. Các nghị sĩ đã kêu gọi ông Biden từ chức bao gồm nghị sĩ Lloyd Doggett, Raul Grijalva và Seth Moulton. Cùng ngày 5 tháng 7, báo Washington Post dẫn nguồn giấu tên cho biết thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Mark Warner đang nỗ lực tập hợp một nhóm thượng nghị sĩ thuộc đảng này nhằm áp lực ông Biden dừng việc tái tranh cử. Trả lời đài ABC về vấn đề trên, ông Biden nhận định thượng nghị sĩ Warner và tôi có quan điểm khác biệt. Trước đó, ông Lloyd Doggett ngày 2 tháng 7 trở thành nghị sĩ đảng Dân Chủ đầu tiên của Mỹ công khai kêu gọi Tổng thống Joe Biden rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng. Nhận thấy rằng, không giống như cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, cam kết đầu tiên của Tổng thống Biden luôn là vì đất nước chúng ta chứ không phải bản thân ông ấy. Tôi hy vọng ông ấy sẽ đưa ra quyết định đầy khó khăn và đau khổ là rút lui. Tôi trân trọng kêu gọi ông ấy làm như thế, nghị sĩ Lloyd Doggett nhấn mạnh trong một tuyên bố, theo AFP. Ông Doggett đưa ra lời kêu gọi trên sau khi Tổng thống Biden bị cho là thể hiện kém trong cuộc tranh luận với ông Trump vào tối 27 tháng 6. Các đảng viên đảng Dân Chủ khác đang công khai lo lắng rằng ông Biden không đủ khả năng để đánh bại ông Trump trong cuộc bầu cử vào tháng 11. Reuters dẫn lời một nguồn tin thân cận của đảng Dân Chủ tại Hạ viện Mỹ tiết lộ có 25 hạ nghị sĩ thuộc đảng này đang chuẩn bị kêu gọi ông Biden rút lui nếu ông có vẻ run rẩy trong những ngày tới. Một cuộc thăm dò của Reuters được thực hiện sau cuộc tranh luận tối 27 tháng 6 cho thấy 1/3 đảng viên đảng Dân Chủ cho rằng ông Biden nên chấm dứt nỗ lực tái tranh cử. Cũng trong ngày 2 tháng 7, cựu chủ tịch Hạ viện Mỹ thuộc đảng Dân Chủ Nancy Pelosi cho rằng việc nêu ra những lo ngại về khả năng tranh cử của Tổng thống Biden là hợp pháp, theo AFP. Trong khi đó, phát biểu tại cuộc vận động tranh cử ở bang Virginia tối 2 tháng 7, Tổng thống Biden thừa nhận đã không thể hiện tốt nhất trong màn tranh luận tối 27 tháng 6. Nhưng cho hay ông đã bị ảnh hưởng bởi việc lệch múi giờ sau hai chuyến công du nước ngoài. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, ứng viên hàng đầu thay thế nếu ông Biden rời cuộc đua, nói rằng bà tự hào nằm trong liên danh tranh cử cùng Tổng thống. Chúng tôi đã đánh bại ông Trump một lần và chúng tôi sẽ lại đánh bại ông ấy, bà tuyên bố. Thông tin bên lề, trong một tuyên bố chung, 12 cựu quan chức Mỹ cáo buộc chính quyền của Tổng thống Joe Biden có sự đồng lõa không thể phủ nhận trong tình trạng nhiều người Palestine thiệt mạng trong cuộc chiến của Israel ở dải Gaza, theo Reuters. Những cựu quan chức trên trước đó đã từ chức để phản đối việc Washington ủng hộ Israel trong cuộc chiến ở Gaza. Cuộc chiến này cho đến nay đã làm gần 38.000 người thiệt mạng và gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza. Trong tuyên bố chung, 12 cựu quan chức Mỹ còn nói rằng chính quyền Biden đã vi phạm luật pháp Mỹ thông qua việc hỗ trợ Israel và tìm ra lỗ hổng để tiếp tục vận chuyển vũ khí cho đồng minh của mình. Cả Nhà Trắng lẫn Bộ Ngoại giao Mỹ đều chưa có phản hồi đối với cáo buộc trên. Trong bối cảnh quốc tế ngày càng chỉ trích cách hành xử của Israel cũng như sự hỗ trợ quân sự và ngoại giao của Mỹ dành cho Israel, theo Reuters. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.